bị gì? Con nói nó con khoe cô chú con mới bị té phải không? Cô chú ơi con mới bị té. Lớn lên. Cô chú ơi con bị té. Đúng rồi. Nó ăn nói mình phải ăn nói cho lớn lên cho mạnh dạn lên chứ ăn nói gì bao nhiêu xí trong phòng vậy? Mình con người mình đường đường chính chính. Nhỏ có một cướp bằng trộm gì của ai không mà nói nhỏ dữ vậy hả? Nó mạnh dạn nói lớn lên không có rụt rè. Bây giờ là mẹ Chay sẽ chở Chay đi đi gửi, đi qua nhà bà Ly Tà gửi phải không? Tại vì mẹ Chay sẽ đi đi có một cái cuộc hẹn mẹ phải đi nên là không có dẫn Chay theo được, nên là Chay qua nhà bà Ly Tà, Chay ở với bà Ly Tà khoảng một tiếng đồng hồ nha. Xong rồi một tiếng đồng hồ trụ nhà bà Ly Tà đó, trụ nhà bà hả, có hả, có đồ chơi nè, có hai con chó màu quay nữa. Rồi xong rồi mẹ đi có công việc của mẹ, xong rồi mẹ một tiếng đồng hồ sau mẹ về mẹ rước Chay chứ mẹ đâu có bỏ Chay đâu mà Chay lo. Chay biết bà Ly Tà mà, bà Ly Tà với ông Bót á, nhớ không? Không đi ông Bót nữa. Không đi ông Bót nữa hả? Chứ đi đâu? Không đi xuyên nữa. Không đi đường này nữa hả? Không đi đường này chứ đi đường nào? This way. Ngoan, ở với bà đi rồi chút mẹ về mẹ chở đi Target nha. Chết rồi, mẹ quên đeo đồng hồ, mẹ quên đeo đồ của mẹ rồi Chay ơi. Cô cha quỳ. Cô cha quỳ mommy. Ở vậy đi. Đi cứ hấp tấp á, con cứ làm vậy hấp tấp cuộc đời vậy không có Chay à. Không bỏ Ly Tà nữa. Hả? Không bỏ Ly Tà nữa. Không bà Ly Tà, không đi bà Ly Tà nữa hả? Con có biết bà Ly Tà là ai không? Hả? Bà Ly Tà là ai? Bà Ly Tà, biết bà Ly Tà là ai không? Bà Ly Tà là vợ của ông Mót. Mà biết ông Mót là ai không? Ông Mót là chồng của bà Ly Tà. Con ở đó một chút xíu thôi, một tiếng đồng hồ thôi là mẹ về rồi. Chi đầu nhọc nhẽo trời. Mình phải giúp mẹ của mình chứ, bây giờ mẹ vẫn không đi đâu được, người ta đâu có cho con vô. Mấy cái dịch này là người ta đâu có cho con vô đâu. Yeah.
À, mẹ đi với mẹ đi bà Lita với chay luôn ha. Ừ. Rồi ok, mẹ vô trong mày ngồi với chay luôn. À, tại vì mẹ nói là mẹ sẽ để chay ở đó nên là chay buồn đúng không? À, mẹ biết rồi, đâu có đâu, mẹ vô trong mày chơi với chay luôn. Ừ. Ừ, đúng rồi ha. Vậy đi nha. Ok. Rồi hát cho mẹ nghe bài hoa nở không màu coi. Hả? Hát hoa nở không màu coi. Ồ, chay hát Let It Go hả? Ok, hát đi. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. Rồi hát đi. Ủa, bị mũi rồi hả? Lấy cái khăn giấy chùi mũi lẹ lên. Đâu rồi, khăn giấy đâu rồi? I don't care what they're going to say. Mũi con chùi chưa? Chùi mũi chưa? Nè, lấy cái khăn này chùi tay nè. Let the storm rage on. Oh, never bother me. Nè con, chùi tay đi. Sao dụng? Trời, tôi đưa nó cái thằng chùi tay nó dùng. Cô chú thích coi chay, cái mặt quay chay gần vậy nè. Cô chú nói là có những comment là cô chú nói là hả, tóc tai của chay nó bị bụt xù. Rồi không có mang giày mang dép vô cho chay. Rồi cô chú muốn nhìn chay với một hình tượng của một người công chúa. Đó, tại vì chay quá đáng yêu, cô chú thương chay quá đi. Nên là cô chú muốn thấy chay với một hình ảnh là sạch sẽ nè nha. Cái kiểu mà mặc váy, mặc đầm rồi nè nha. Mặc dài nè nha, tóc rồi này kia, búi rồi làm nhiều kiểu rồi này kia. Nhưng mà cô chú ơi, mẹ chay không có biết làm mấy cái đó. Tóc tai của mẹ chay cô chú thấy không? Một là xõa, hai là cột dài. Còn mà khi mà thắt bính là chịu thua rồi đó. Rồi á, với lại á hả, chỉ được cột được cái một kiểu của cái tóc nó à. Nó ngủ dậy cái là thí dụ như để cho nó chơi chút rồi bắt đầu cột tóc lên tới tối. Cái gì con? Còn mà quần áo á, Ngọc nghĩ á, cái phong cách của trẻ con á, nó bị ảnh hưởng từ cái người mà nuôi dạy của nó, nuôi dạy cho nó. Thí dụ như cái người mẹ này thời thích làm đẹp rồi thích điệu đà thì con người ta sẽ giống y chang vậy. Còn Ngọc á hả, là không có mấy cái đó. Nên là chay á, cái phong cách của chay nó cũng bị ảnh hưởng từ Ngọc nữa. Là không có mà cái kiểu mà gọi là cái gì, điệu đà, bánh bèo. Hay là ấy, nói chung là mỗi người con á, mỗi người con nó sẽ có một cái gì đó liên quan tới cái người nuôi dạy. Không biết đi chân nữa. Rồi á hả, rồi đi chân không. Cái vấn đề mà đi chân không á là thật sự á, là nhà Ngọc á thì bước đi ra ngoài đường nó quá gần đi. Xong rồi cái nó đi quen rồi, cái hở đi cái là nó bỏ giày ra. Có mang vô cho nó chút nó cũng bỏ ra. Cái này là mình không có phải là diện lý do nha, mình không có đính chính nha. Đang kể cái câu chuyện. Còn cái vấn đề mang giày thì Ngọc có hoài mà em mới đi ra ngoài mới mang giày dép vô cho nó để nó đứng chân. But I can't help it. JD, bây giờ con trước mặt cô chú nè, bây giờ con nói cho với mẹ, cho Chương nói cho cô chú nghe cho mẹ đi. Từ giờ về sau con, trước khi con đi ra đường con mang đôi giày vô cho mẹ được không? Được không? Từ giờ về sau đi ra đường không được đi chân không nữa nha, chưa? Nghe chưa? Cái bàn chân con á, mới đầu mẹ muốn á là cái bàn chân con nó tự cảm nhận được cái mặt đất xung quanh. Con hiểu không? Thế nhưng mà mình cảm nhận nó cũng phải có cái độ của nó. Nhưng mà mình cảm nhận hoài thì bắt đầu cái bàn chân mình sẽ bị hư. Đó, ngày xưa là mẹ thích con cái bàn chân con cảm nhận trên cỏ nè, bàn chân gọi là bàn chân trần á, cảm nhận trên cỏ rồi cảm nhận trên cát rồi cảm nhận trên cái mặt đường. Đó, nhưng mà bây giờ là con lớn rồi, khi mà mình cảm nhận thì mình chỉ cảm nhận khoảng một vài phút được thôi là mình biết cái mặt đường nó sẽ cảm nhận như thế nào rồi, mình biết cái cát nó cảm nhận như thế nào rồi. Thì bây giờ khi mà con đi đâu một xa một chút nữa đó là con làm ơn con mang đôi giày vô giùm cho mẹ nha con.
con mang đôi giày vô thứ nhất là để làm gì? Mẹ, nghe mẹ nói nè. Mẹ với con đi chơi với nhau mà. Đây nè, bây giờ bỏ cái bà ly tà qua bên đi. Bây giờ nghe mẹ nói nè. Từ giờ về sau á, hứa với mẹ đi ra đường mang giày vô cho mẹ. Mang giày vô để làm gì? Thứ nhất á là để đẹp nè. Đó, thứ nhất là mình làm đẹp trước đi. Thứ hai á là để bảo vệ cái bàn chân mẹ của con. Mẹ con muốn trốn bà ly tà. Mẹ muốn trốn bà ly tà mẹ ơi. Con muốn trốn bà ly tà hả? Ngồi lên xe. Rồi con muốn ngồi lên xe con trốn bà ly tà hả? Mà tại sao lại trốn bà ly tà? Trời ơi bà ly tà bắt. Trời ơi, con qua vô nhà bà ly tà ha. Quá trời đồ chơi luôn. Quá trời son môi, quá trời make up luôn. Đó. Bây giờ con nói với cô chú nghe coi, mình thứ bảy này mình đi đâu? Đi đâu? Thứ bảy này mình đi đâu? Thứ bảy này mình đi đâu? Nói. JD, where are we going on Saturday? Care gì? Thứ bảy này mình đi đâu? Thôi không nói thôi, chở đi bà ly tà. Không để đi bà ly tà nữa. Nhưng mà con nói cho cô chú nghe, thứ bảy này mình đi đâu? Đi đâu nói lớn lên. Đi care gì? Không nói nữa. Không nói hả? Sao không nói? Đi care gì? Đi cặp ai? Cặp ai? Thôi mệt chay quá. Đi chơi chay. Chở đi gặp, chở đi vô nhà bà ly tà. Chơi nhà bà ly tà quá trời vòng đeo tay. Bà ly tà bà quá trời vòng đeo tay. Bà quá quá trời đồ trang sức. Quá trời make up luôn. Ừ đi nè, mày chở vô. Mày kêu bà cho con coi nha. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau một cuộc tình đã lỡ. Đó cô chú thấy chưa, từ nhà chay mà đi qua nhà tới bà ly tà là mới có 13 phút lái xe. Đây này, đây là chỗ của nhà bà ly tà, có hai chiếc xe, một trắng đẹp dữ ta. Trời ơi, một chiếc xe Lexus mà một chiếc xe Cadillac. Trời ơi, nhà bà ly tà đẹp dữ. Không cái gì mà không, đi vô đây nè. Mẹ đi với chay nữa. Rồi mẹ đi với chay nữa chứ mẹ đâu có bỏ chay đâu con. Vậy mẹ đi với chay mà. Chị chay đi vô đây, mẹ đi vô đây mẹ xin kẹo. Mẹ nói mẹ đi qua mẹ bự son môi. Mẹ nói bà ly tà mẹ hết make up rồi, mẹ vô mẹ bự son môi với make up nha. Ừ đi. Gì trốn hả? Sao trốn? Sao trốn? Sao trốn? Bà có làm gì đâu, trốn bà dữ rồi hả? Đi chi nào mà ôm cứng ngắc vậy trời. Rồi mẹ trễ giờ rồi nghe chay, mà giờ mẹ con còn luôn luyến cái kiểu này là mẹ trễ hẹn nghe chay. Đồ nhà mình ly tà đẹp quá. Wow, see we've been here before, remember we went here. Thôi đó bà ly tà kìa, đó bà ly tà đó. You like the puppy? See, I said it's fun here, JD. Can you give Lita a hug? I have, in case, would you tell her, I set up the water table outside with a whole bunch of toys, but I have a little bathing suit for her. Sure. What size is she, two? Yeah, two. Yeah, so, because I don't want her to get her beautiful little dress wet. Yeah, you can, you know, play with her. Will you let her know that it's okay for me to do that? No, then? you just do whatever. She will listen and follow whatever. Okay. Yeah. Well, I'm going to get out some other toys, too, for her to play with. Thank you very much. I got to go now. Yeah, bye. Bye-bye. No, con ngồi đây con chơi nha. Rồi, chơi đi. I'll be back, JD. English, right? Yeah. Right. So, hi, JD. You want to play with the ball? Trời ơi, bà hỏi là anh chay nó có nói tiếng Anh không có được không? Bà nghĩ là lâu quá mới gặp lại, bà nghĩ anh chay toàn nói tiếng Việt không, mà để cho chay kỳ này sổ tiếng Anh cho bà nghe. Rồi bây giờ tranh thủ đi, rồi hết giờ rồi. Rồi cô chú ơi, sao 45 phút
Chưa tới một tiếng đồng hồ mẹ chay đã về với chay. Thì để coi chay đâu rồi. Có dưới này không? Ủa mấy bà cháu nó đâu ta? Đồ chơi đây quá trời luôn. Hello. Hi. Oh my God! Look at you, JD. Did you have fun? JD, did you have fun here? Yeah, I see the puppy. Aww. Making lunch, JD. She was playing outside, and I said, "Hi. How are you, Uncle Mark?" Good. Now, how are you? I'm good, thank you. Good to see you. You too. Hey, JD, are you ready, sweetie? Is it locked in? JD, you ready to eat? Come and eat some. Oh wow. Trời ơi, coi lại nhà chơi kìa. Coi được không? Bà lấy đồ bơi cho mặc vô, đồ bơi này của Victoria. Is that Victoria's swimming suit? It was. Yeah. And then now it's little Noelle's. Aww. But it's clean. Here's JD. JD, come over. Come on, sweetheart. You want an apple too? You want some apple? Yeah. Alright, here. So how was she? She was great. I said, when did you get potty trained? I didn't realize. A year she was ago. Potty trained. A year ago. How old is she now? She's gonna be 3 in November. Yay! What's wrong with this? No, you got the middle thing. You gotta do the middle thing. Sorry. Tiny. It goes in there, and then the other one goes in the other side. Take my lunch. There you go. Let's eat, JD. There you go. Let me get you an apple, too. Wow. Would you like a sandwich? No, thank you. I already ate. JD, ăn đi con. Ăn. I can't. Yeah, it's peanut butter and jelly, JD. Hi, Stephanie. How are you? So, this peanut. So, any news? Ăn đi. Đảm bảo nào không được. Nương đang chờ, nó đang chờ apple. Nó đang chờ apple đó, ăn không được cái này đâu. Ngoài đây là ăn giống Mỹ luôn chưa. Đây nè. Chùi tay vô. Okay, so I called and I don't know if did you hear I called again. Eat, JD, eat. I can't. You want to wait for apple? So remember I told you that they were having this driveway issue? Well, it's still an issue, but it won't be an issue after Saturday at noon. So she asked me to see if I could tell you guys, you guys are going to have to hand off the tent in the backyard. No, we ain't been made it out. So nicely. And she said that she's very sorry because they told her it wasn't going to be an issue. You're going to take a bite? And now it's an issue, so. Maybe? Here you go, sweetheart. Ooh, some apples too. Say thank you. Good girl. And I'm so sorry about this last minute stuff, but. Mẹ xích ra hả? Chồng nó kêu tôi xích ra để cho nó coi tivi đó, có được không? Đây là tivi, đây nó kêu tôi xích ra để cho nó coi tivi, có được không? Before she left, and she had already left. But I'll be over there, so I can show you what. It's not. What's she looking at? And Mark, how long do you think that driveway is, honey? Oh. Let me get it. Go TV. 80 feet, 100 feet. Nhìn thẳng, nhìn thẳng. He said about 80 feet, probably, to walk it back. Look at the television straight. So if you have any equipment that you need to move it back there. They said it's fine. The contact person, either way. Okay. I mean, I live about 20 minutes from them. So as long as I have a half hour heads up, okay. It should be okay. No, thank you. I'm good. Elephant. Is it an elephant? Yeah. Two elephants. 4892 7948. That's correct. Okay, 793 Pleasant Street. Yep, Birmingham. And then okay, just sent me the total add-on. Did you say it was 700 or 800? What was it? Thank you.
Oh, nhìn thẳng, straight, JD, look straight. Let me go over there so you can, let's see. Ooh, what happened to that cookie? Stacks really took it. What happened to my cookie? Peek-a-boo. Nom, 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 nom. Let me see that cookie. Where did it go? Oh my gosh, it's up there. Oh, look at her drink her water. Good job. It's where to go. Oh, I don't know. We left your other cup downstairs, your Elsa and Anna cup. Ooh. Oh, you brought it inside, JD? We left it downstairs where the... No, she's got one. I have one here for the girls when they come. Oh, she has an Elsa and Anna too. Oh, she told me it matched her shoe. She went and got her shoe when I pulled the cup out. I was like, oh, look at you. Let me get your little face. Boop, boop. Wait, wait. Boop, boop. Wait, wait. Boop, boop. Okay, let me unbuckle you. Hold on. You're so skinny. You can just get out all by yourself. Oh, you're so cute. There you go. Oh! JD, did you have fun here? Did you have fun here, JD? Did you play with the water table? Yes. So you might go downstairs and play a little bit longer? JD? À, cuối cùng qua đây chờ nãy mới nó không thay. Ủa sao nãy nhưng hồi nãy nó không có đi qua bà Ly Tà mà sao giờ qua đây vui dữ vậy hả? Con người gì mà cháu cỡ vậy? Cái này hả? Cái này đồ chơi của con chó. Cái này là con gì á? Đồ chơi chó đâu? Đồ chơi chó đó. Nó không được chơi. Chơi với chó đó. 1, 2, 3. What's the weekend supposed to be like for brother this week? You know? She doesn't know how. Whoa! Whoa! What is that? Is that a flamingo? Yeah. Wow. Can you say flamingo? JD, say flamingo. Là bà làm đồ chơi, thằng này cho nó chơi nè. JD, let's show you first. See? That playing golf, JD. You do that. You do it. So that's what happened. Em chay chay của mẹ em ơi. Chay chay đi qua nhà bà, xong rồi về lên xe 5-10 phút là bắt đầu ngủ. Ngủ hồi nãy giờ là được chắc cỡ khoảng 40 phút. Đây con có biết hồi nãy giờ con ngủ có khoảng 40-45 phút không chay? À, con cần cái khuôn mặt mới ngủ dậy ra. Không sao rồi đó, con đúng cắn cái khuôn mặt ta bá đi thôi á. Con cho mẹ coi con thẳng cái đầu lại coi. Ôi trời ơi, rớt xuống mặt rồi. Ôi trời ơi, rớt xuống mặt. Rớt xuống mặt, muốn rặn cho một rặn đế luôn.